Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả tiết mục tìm hiểu từ trường của người tu hành. Kính mời quý vị thính giả lắng nghe. Nếu không theo đuổi công việc tu hành, thì chúng ta đi đâu sau khi chết? Địa ngục có thật không? Thiên đàng có hiện hữu không? Câu trả lời là có. Địa ngục là gì? Địa ngục được sinh ra bởi nghiệp chướng của chúng ta, bởi sự suy nghĩ tối tăm, bởi những hành động sai quấy của chúng ta. Cái này phát ra từ một từ trường hay một bầu không gian. Không có gì tan biến cả. Mọi thứ đều được giữ lại trong vũ trụ này. Những lời chúng ta nói không biến mất. Những tư tưởng của chúng ta nghĩ sẽ không mờ phai. Có một cái gì đó ghi nhận hành động, lời nói, tư tưởng của chúng ta. Dù đó đúng hay sai, thân khẩu ý của chúng ta đã trở thành một bầu khí quyển đặc biệt bao trùm và đi theo chúng ta bất cứ nơi nào. Nó bao bọc chúng ta khi còn sống, và khoa học gia gọi đó là từ trường của một người. Sau khi chết, từ trường này sẽ đổi sang hình thức khác và cứ tiếp tục bám quay linh thể của chúng ta. Muốn đánh tan từ trường này không phải dễ. Chỉ một người tu hành thật vĩ đại và nhiều quyền năng mới có thể làm được mà thôi. Phải mất nhiều trăm năm từ trường này mới tan dần và chuyển sang một cảnh giới khác, hoặc được hấp thụ bởi một tình trạng hay một chúng sinh nào đó, rồi hết. Giả sử có một hãng thật lớn, trong đó họ nấu nướng rất nhiều, khói tỏa ra thành một đám mây đen dày đặc. Đám khói này sẽ không tan liền lập tức. Những nơi có nhiều nhà máy, trên trời toàn là mây đen, rất có hại cho sức khỏe của con người. Địa cầu có nhiều nơi như vậy, mây đen bao phủ, và bởi vì thiếu dưỡng khí, nên cả người lớn lẫn trẻ em đều phải đeo mặt nạ oxy. Cũng vậy, bầu không khí bên trong của chúng ta cũng phát ra khói, tạo nên một từ trường vui hay không vui, làm người khác cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Chúng ta là người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi từ trường này, và người khác cũng sẽ cảm thấy ảnh hưởng. Giống như hút thuốc làm hại một người và làm khó chịu những người ngửi phải hơi khói xung quanh. Chúng ta, những nhà tu hành có lợi cho người khác nhiều nhất. Chúng ta, trong chừng hành động, lời nói, tư tưởng của mình, và tránh không làm hoặc nói những điều xấu có hại cho mình và cho kẻ khác. Trong khi đó, chúng ta hút lực dương trên kia, hút lực lượng của Thượng Đế. Lực này gia trì cho chúng ta, giúp chúng ta có thêm trí huệ, thêm khả năng sử dụng lực lượng màu nhiệm và vô hình để giúp người và giúp ta. Lực tôi muốn nói đây không phải là khả năng thần thông biến hóa, dùng để phô trương chính mình. Tôi muốn nói tới lực thần thông siêu đẳng của Đức Phật, của Đức Chúa. Chúng ta giúp người một cách tự nhiên, thậm chí không biết là mình giúp, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, đôi khi biết, nhưng không phải cố tình. Giống như cái hoa, nó thơm một cách tự nhiên, không phải cố tình tỏa hương thơm. Khi thân khẩu ý của những người tu hành chúng ta trở nên thanh tịnh hơn, chúng ta sẽ thêm nhiều trí huệ và lực lượng. Tất cả những gì chúng ta làm đều lợi ích cho mình cũng như người. Rồi chúng ta càng ngày càng vĩ đại. Tự nhiên tỏa ra từ trường rất dễ chịu và thanh tịnh, lợi ích cho người khác. Thay vì tỏa ra bầu không khí mệt mỏi, đen tối, cho thấy mình đang đeo nghiệp chướng nặng nề, như trước kia chúng ta đã đeo. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, nhiều người biết lực lượng vĩ đại của Ngài. Có lần, một người đàn bà bệnh nặng tới lén sờ vạt áo của Ngài và lành bệnh. Không thể bảo rằng Chúa Giêsu dùng thần thông cứu bà ta. Ngài không làm như vậy. Ngài không biết ai vừa mới lấy bớt lực lượng của Ngài. Cho nên, Ngài nhìn chung quanh rồi hỏi, ai vừa mới sờ áo ta? Người đàn bà kia sợ
nên đứng ra ngoài sám hối. Con vừa mới sờ áo của ngài, và bây giờ con đã lành bệnh. Cảm ơn ngài nhiều lắm, xin ngài tha lỗi cho con. Nghe vậy, Chúa Giê-xu trả lời, đó là niềm tin của bà mà bà khỏi bệnh. Đây mới là thần thông thứ thiệt. Chúa không cố tình làm gì cả. Chính ngài là thần thông. Những ai có quan hệ tới ngài hoặc tiếp xúc với ngài, thì tất cả đều được lợi. Tiếp chương trình, chúng tôi xin cống hiến tới quý vị thính giả tiết mục Lời hay ý đẹp. Giá trị của mỗi vật sẽ tùy thuộc vào mức độ quyến luyến của chúng ta đối với nó. Đời sống sung túc thật sự ràng buộc chúng ta. Chúng ta giúp đỡ người khác vì thấy người khác đau khổ như chính mình đau khổ. Cảm giác này phải phát xuất từ tâm.